Chua mẹ ơi, đây đang đau bụng quá. Bụng quá hả? Đây con vô con lấy coi. Cứ cho nóng vào nha cả nhà. Ăn sương sương vậy thôi. Này lên màu đẹp quá. Cái tường này ngon á, nhầm chỗ mua mặn lè. Tường ta biết mua à. Má hàng rào không? Hàng rào thì tốt. Ngắm đi bà ơi. Đường ngắm con. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình với đại đầu bếp sẽ làm cái món thịt ba rọi kho tương nước cốt dừa. Mình sẽ có nước mối nữa nha. Mình sẽ ăn kèm với rau sống này nha cả nhà. Mình kho với nước dừa. Hiện giờ mình sẽ xắt thịt để cho má kho. Thịt ba rọi, thịt ba chỉ. Ba chỉ chuẩn thịt ba chỉ luôn. Nó có ba chỉ đậm hơn vậy. Có ba chỉ trong đây. Bé không hả này bé? Cũng được. Cái cục mài dao đâu? Món này bữa nay làm đơn giản cả nha. Đơn giản nhưng nó ngon. Trời mưa này ăn ngon à. Chắc tháng này bánh trung thu họ thịt heo lên quá à, chứ đâu chắc heo với gà rồi nó lên heo hết. Gà lên hết mùa đông thu năm nào cũng vậy mà tại mấy người đây không ý á. Cái để tháng 8, nhắm tháng 8 mới heo sụt xuống à. Qua tháng 8 hả? Qua trung thu, qua trung thu bây giờ đang mừng mà. Chắc hành đừng khử kho cho nó thơm bát ngát. Rồi xong cả nhà, bây giờ kho. Đây bây giờ bắt đầu bắt lên nè, bỏ thịt vô nè, xào nè cho nó săn lại nè, đó. Trời nhiều quá hả Quy? Một nồi. Một nồi lận. Tính ra nhiều quá chứ. Nửa ký Quy nó ít nè. Đây thịt ba rọi bây giờ đã săn rồi và rất ngon. Bây giờ là tới mồi. Bỏ tỏi vô cho nó cơm tím. Với hành tím. Đó. Xào xào lên đi cục vàng. Bọn dâu này là cục vàng luôn. Xào lên đi cục vàng. Đó thơm không? Thơm bát ngát không? Trời ơi. Hôm đây qua tới nước ngoài luôn. Nước ngoài luôn. Xuyên điện thoại luôn. Đẹp quá hết luôn. Ừ, màu đẹp ghê. Thời đại là biết vô mà cái gì không được đâu. Thơm bát ngát luôn. Xuất sắc. Tỏi đá vàng rồi giờ mình cho tương hộp vô cả nhà. Xuất sắc. Cái mình sờ nó lên. Ôi chặt đẹp dữ rồi ta. Hết rồi ok. Rồi. Nó sôi lên rồi, giờ mình nêm như cả nhà mình sẽ cho xíu muối. Tại vì tương này không có mặn. Tùy theo xíu bột ngọt. Chút nước mắm nữa đi, dằn lại. Chút nước mắm. Tương này tương ngọt cả nhà ơi. Wow. Cứ cho nấm vào nha cả nhà. Ăn sương sương vậy thôi. À cái này lại sương sương. Thiệt cái nồi này. Trời mưa này nó ăn hết rồi cơm luôn. Giờ tôi đổ nước cốt dừa vào này, nước cốt này đậm đặc luôn nha quý khán giả. Wow. Trời, cái ớt vào, trời ơi, trời ơi, nó vẫn còn sôi, rồi đất á,
nó vẫn còn sôi hột luôn. Đây là cái nhà cho kỳ nè, một tay nướng đặc biệt nè, đó còn nóng lắm nghe, còn trang miếng nước không, trộn ngon lắm. Trộn thì con đang trộn nè. Để má mà lấy cục ba chỉ rồi. Cục ba chỉ nào vậy? Đây nè, cục ba chỉ thì ăn không? Thịt. Cho con thêm miếng nấm đi. Cho con thêm miếng nấm rồi ăn hết thì ăn tiếp. Nè. Gà kỳ thích ăn nấm. Ngày kia toàn ăn chay không? Toàn ăn chay không? Ừ, nói bữa nay cho kiện chay. Ngon quá trời, này ngon kỳ cứu mèo. Thắng ớt rồi cho hai thai. Bông súng. Bông súng hả? Ừ. Rau. Ngon quá. Chấm. Chém. Ngon không? Hả? Từ từ. Ngon không? Cảm giác nóng chưa có ngon. Ừ. Nóng quá rồi không biết ngon. Nóng chưa có ngon. Cảm giác nóng quá chưa biết ngon hả con? Tự biết nóng à. Trời này ăn hết rồi con luôn. Ngon lắm nha cả nhà. Mưa mưa mà cả nhà làm thử món này ăn hết rồi. Trời mưa nha, làm món này là ăn hết luôn á. Cơm nóng như ăn hết không kịp ăn. Ừ. Con này chứ nó cực lắm, nó giữ lần ba nhà luôn á. Không khổng mà qua đây ở thì đó, đây là nhà tôi có, đây là tôi nuôi nuôi con gấu rồi. Ừ. Giờ thêm mà chị Vàng nữa. Chị Vàng à, chị Vàng tôi là nó nhà hàng xóm qua nhà tôi nó ở đây nè. Qua mình nó tự nhiên như nhà nó luôn vậy đó. Ở qua nhà tự nhiên nhà nó vậy đó. Ừ. Thì sao con? Đúng ngon không con? Ngon. Ngon hả? Trang nước thơm mà. Trắng gạo gạo ngon. Trắng gạo gạo ngon. Từ nãy Quý nấu cơm cũng ngon ha. Gì? Quý nấu cơm cũng ngon. Trời đó. Tại gạo ngon phải không? Chị ăn nấm hồng mà không biết ăn gì nữa hả? Ăn thịt, thịt cũng ngon hả? Đỏ đẫm luôn. Ừ. Nóng quá. Cái nồi nóng quá, trắng ngang ha. Ăn đại nguyên tay luôn đi. Nóng quá. Nóng quá ăn gì nổi, cắn rồi. Nóng quá ăn cảm giác không biết ngon. Để nóng quá rồi, phải không kì? Tê nóng quá. Từ từ á. Về chị Hân với chị Quyền cứ đo hoài à. Đo gì? Hai đứa muốn lụng. Đó không? Hả? Làm sao mà kìa, hai đứa cao được tận kỳ. Nó thử miếng thật đi. Nóng quá. Bút chung vô cơm á. Thịt hai ba chỉ. Ừ, đúng rồi. Thịt bò ba chỉ thì con chết. Bò có gì ba chỉ không? Này lên màu đẹp quá. Cái tường này ngon á, nhầm chỗ mua mặn lè. Tường phải biết mua. Ừ. Má ăn rau không? Rau nó tốt. Nắm đi bà ơi. Ừ. Người nắm con. Mình sẽ mời Quyên vợ dùng cơm với gia đình mình. À. Bông súng. Đây là bông súng. Bớt nhiều cho nó ra bớt nước. Đây, đọc sản của nào má? Ờ, trời này em cũng có đọc sản. Đọc sản bên con kêu bằng tư tưởng. Đây hả? Hả? Ừ.
ngon tuyệt của mèo luôn. Đơn giản rẻ nấu nhanh chứ không có mắc tiền luôn. Không có nóng lắm tiền đó rồi đó. Đó thì con nói nóng đâu có cái thấy cảm giác gì đâu nhỉ. Nóng hơn cảm giác gì cũng nguội càng biết ngon hơn kìa. Không quá, không quá. Ăn cơm ngon quá. Ăn cơm này càng quý hơn. Cơm dẻo không? Béo ghê luôn á. Ừ, nó cốt mà. Nếu bố quên Dũng Đạo thì ăn cơm dẻo không ăn được. Con ăn không được. Cái này dẻo mà kìa ăn được. Cái dẻo mà khô. Người ta mừng gì họ đi Vũng Tàu chơi không hả quý? Đẹp. Đẹp hả? Nãy ngoài ngoài mừng đêm thôi chứ ngoài lắm. Rồi hả? Nãy lên lên quay rồi. Không, miếng nữa thôi đi. Không còn. Cơm nhiều lắm á. Thôi mẹ chan nước cho. Béo quá à. Ngon mà. Ngon mà. Nóng hao thịt. Nóng. Nước còn chứ nó đâu. Ăn miếng thịt nữa nha. Nấm hôm nay nó vô mùa rẻ. Còn 800 ngàn ký quý vị ạ. Rồi. Bình thường là 1 triệu 2 triệu. Hai lọc cho à. Hai lọc theo đồ. Mấy nào ăn sao phải không? Họ hỏi dấu. Chút thử. Ba chưa được biết. Ba không biết hả? Má về bánh trường nhà. Gì không? Đúng rồi. Chờ đi phải không? Dạ. Đang chị hai kêu đi chở đồ. Đi giao đồ từ thiện cho quý quý có một quý bạn thằng Bưng á. Đặt để cho gần tháng 7 này nè. Thì một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đồng hành kênh Cái Biết Miền Tây và với vlog. Thì gia đình mình đã ăn đang ăn này nè. Thì má mình thì về bánh kêu tiệm chị hai giờ nhờ kêu mình chở đi lên để giao đồ cho bên từ thiện ở tên Long Mỹ trên đây. Và mình kính chúc quý khán giả nhiều sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực. Và mình hẹn quý khán giả vào clip sau. Bye bye, see you again.